Nhau show, chào mừng tất cả mọi người lại quay trở lại với channel của Gus. Và video ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với một MV, một sản phẩm mà được ra mắt cũng khá là lâu rồi. Theo như yêu cầu của mọi người thì đến ngày hôm nay tôi mới có thể có thời gian reaction thì MV này, cái sản phẩm này cho mọi người xem. Đó là Free Flow Không Hút của Ricky Star và Quiz Ngô. Yeah, và không chần chừ nữa, chúng ta sẽ đi vào phần reaction ngày hôm nay. Let's go. Ra thì cũng có một vài người yêu cầu tôi ở trên cái kênh YouTube cũ ấy, mà cái kênh YouTube cũ của tôi đã bị bay màu rồi, đến ngày hôm nay tôi mới đăng được cái video này lên đây đấy, mong anh em thông cảm nhá. Những bạn mà có comment ở bên YouTube cũ thì mong các bạn thông cảm. Các bạn nhớ xem video này ở trên kênh mới của tôi, nhớ subscribe và comment và một like nhá. Thank you tất cả bạn. Rồi xong rồi. Rồi chuyến này là xong của mày ơi. Rồi mà chuẩn bị đi. Quiz Ngô có một cái gu làm beat đó là luôn luôn làm ở trên cái nền piano mà ở tông thấp nhất, mấy con beat mà làm theo kiểu như vậy nghe nó rất là dính, nghe nó rất là có sức nặng về rap ấy. Hay. Đầu tiên là ở IKC quá tiểu trái xa, thức nằm ở nhà ít khi đi ba, giờ bây giờ anh là vấn bậc trên loa. Thấy đi chơi trên sóng truyền hình, rap như là súng nã khi để tập diệt tình. Chứ ngày bình thường anh đòi snap back và tụng áo phông với cả mắt kính. Câu thơ trong hơi thở gieo cặp phần ba vô không gian mở. Đang ngồi ở quận 1 ăn phở, thấy thằng anh Phan bị công an chở. Thế là rap fan từ tháng 8 lại có dịp lên nói chuyện các cớ. Ông phải tập rap quậy quậy gì vậy thì ông mới nổi như mấy anh rapper. Đi qua tới Mỹ Tho, thằng em tao tên Năm Cự, đang ngồi uống một cốc cà phê thì nhận mật thư mời đi tham dự quán quân. Mùa trước giấu tên Si Chen Hải Chì, nghe nói chuẩn bị đám cưới. Hôm đó cái miệng cô dâu cười cười vì cái nhẫn tới 700 triệu tiền tươi nè. Tôi cũng có xem ở bên TikTok hay Facebook gì ấy, quán quân đáp Việt xong của Si Chen có tiền mua hạn nhẫn cưới mẹ kim cương to đùng, 700 triệu tiền tươi cầu hôn cô dâu luôn, làm rapper mẹ kiếm. Nhạc đó là mày say như UXO, đó ai mà cũng tích và cây micro, hai phút để làm cho hip hop biết rồ. Riêng với nhạc hay thì anh biết chỗ, tôi đi solid nhiều quạt zip vô, ở trong não mày chứa toàn N2O, nó phong cách mấy giống như N.O. Phải công nhận là Ricky Star lyrical thực sự luôn ấy. Cái vần của Ricky Star nó nghe không bị, nó không bị đơ hả? Nó không bị, nói sao nhỉ, tôi không biết diễn tả như nào, nhưng mà nghe nó đều ấy, nó kiểu không biết diễn tả như nào, nhưng mà hay. Cách sử dụng câu từ vần cũ ở trong lyric, khi mà nghe cái vần của Ricky Star nghe nó không bị khô ấy, kiểu thế. Tôi không biết diễn tả nó như nào, không biết dùng cái từ nó như nào cho nó hợp lý nữa, nhưng mà cách dùng vần câu ở trong rất là tốt. Bài này quá nóng mà phải thở oxy. Rap kiểu gì hả, kiểu OG. Hào quang vai chính in the movie, biến mấy thằng khách trở thành loli. Ấu thịt đấy anh ném một bì, nếu mà có được món thì ném vô đi. Âm nhạc là vũ khí, anh là MVP. Và tới cùng BC và cả RPG. Chỉ có anh đem ra gói cần ký, sau đó phân phối lên đài TV. Thời chim mập nghe xong hết tự kỷ, nghĩ như con khỉ theo đồ Remy. 24/700 chỉ cao lãnh bán vàng còn đệ Terry. Miền Tây Black xin sự giản dị, đi làm vườn bằng bộ LV. Bài này phê không cần hút, kết nối như sống Bluetooth. Sống tự tin trong từng phút với trạng thái very good, như nhà thơ với ngồi bút. Thích thì nghe, không thì quất. Đây là Ricky phiên bản blues, rất như là đột na đột đang tập xuất. Tất cả mọi người chú ý, Ricky đứng trên chu vi, chắc tin mà chu chi. Giờ một không gian diệu kỳ, mấy cô gái trong kiêu kỳ, kề vào tay anh thủ thị, bảo anh chính là Gucci. Xong rồi tiếp tục lặp lại một chu kỳ. Như là khẩu Uzi, hổ trừng không cầm, ngẩng lên thưởng hè đồ Kitty. Học cách tăng lên thêm giá trị, mang theo một vali phần sách đi, dùng nó để xóa bỏ khoảng cách đi, chứ còn lại tín ngưỡng trên nhạc cách chi. Oh my, giờ đang chơi ảo thuật là ninja, thông tin bảo mật là xuất kiêu, như mưa giông bảo giật và rap fan, như con ông hảo mật cộng đồng bạn bè lái. Hay thực sự anh em ạ, chơi vần dị thực sự luôn. Thêm giá trị, mang theo một vali phần sách đi, dùng nó để xóa bỏ khoảng cách đi, chứ còn lại tín ngưỡng trên nhạc cách chi. Oh my, giờ đang chơi ảo thuật là ninja, thông tin bảo mật là xuất kiêu, như mưa giông bảo giật và rap fan, như con ông hảo mật cộng đồng bạn bè lái quá nhanh. Hồi đây thằng thịt bò xin thêm miếng chanh, còn một bình luận tranh cãi nghiến răng. Văn hóa thời đại hống hớt biến căng. Black guy thì kêu anh là rap nhanh lên, nhưng mà anh kiểu rap vừa vừa thôi.
thôi, miễn sao là họ phải ghi nhớ không quên. Ai mà không muốn mình được sống như đen vào, như bên trong có hai phần đen trắng đã xen nhau, năm phần nghe nhạc, năm phần còn lại đang bận zoom in và soi muối cuồng hiểu mempo. Làm cho anh phải gọi ngay cho tiền trưởng, cái văn bản hợp đồng rồi đi tìm One P vì tụi anh là thợ xác tiền thưởng. Ngày thôi yêu thương yêu cho nó hòa bình trao đi tình thương là bình thường. Trong một trường rapper tạo ra hiện tượng thì anh là kiểu rapper Bình Dương. Ở trong nhóm anh có khu, ở trong rap này anh có gu. Chiều hồi Rizno vào phòng thu làm cho cuộc chơi này thêm phong. Thế beat hợp thực sự. Beat này nó dùng cho rap kiểu kiểu như vậy đó. Dùng cho lyrical rap ấy anh em. Hợp thực sự luôn ấy. Mà Ricky Star rap rõ từng câu từng chữ luôn. Má thề. Phú kiểu như tiếng là Pikachu, lặp lại nó như Deja Vu. Tay bắt bắn như Din Su Su, từng sư phụ rap như chưa cung phu. Đây là rap Việt trên đất Việt, thao thao gian thủy liên miên bất tuyệt. Giữa đời vạn biến tâm vẫn bất biến, hip hop trong anh mãi mãi bất diệt. OG đi chấp bút và viết, rap for free không có gì tiếc. Thiên chí hướng mời vào buổi tiệc, còn ngược lại thì mẹ bị đuổi việc. Mini ba, mini mo, Ricky Star trên video. Mặc xịp đỏ superhero, biến không gian đỏ thành mini show. Mặc xịp đỏ gì? Từ từ. Mặc xịp đỏ superhero biến không gian thành mini show. Thành mini show, bước ra phố gặp thằng bro, mang theo cái túi to tổ bố, vô tình flex đến hơi thở cuối, xong rồi lại tiếp tục kiss the mo. Hay là ho, hay là ho, như là tranh vẽ của Picasso, sáng tạo chuyện hung hổ cái piano là có ấy mà đổ với domino. Một bé đẹp đẹp bình natural, không cần vi mô và professional, tạo ra sẽ rung cảm emotional. Nhạc theo kiểu hết gà hết số. Lên xin nhau mình nhạc sụp theo, lúc đi tâm trí mấy em mèo khiến em phải lắc như chuyện cho bèo. Miền Tây tôi rapper ẩn sĩ, nhưng khi mà trở lại style nghe vẫn quỷ. Chỉ có một thiết kỷ DT và OTT đem RIP lên mang free flow thiêu hủy. Trời ơi. Ây à. Hey, Ricky Star chơi vần hay thực sự. Không biết là chất xám ở đâu thì viết. Cái này là xong. Nhiều lúc tôi cũng ngồi để viết ra vần, làm sao sử dụng câu cú cho nó hợp lý ở trong cái vần đấy. Viết ra ví dụ như vần chữ chữ tôi đúng không, thì câu thứ hai tôi phải viết ra từ nào nó hợp với vần ôi. Mẹ không một ngày. Nhưng mà trước cái vần ôi đấy thì làm sao sử dụng cái câu nào cho nó đi được với hợp lý ở trên cái câu thứ nhất. Mẹ, nó khó. Tụi mày ơi, đâu mà chuẩn bị đi nghe chưa. Chắc là xong tụi mày chắc. Thế mày anh nghe lại là được. Đầu tiên là ở ai cái gì quá tụi chơi star, thích nằm ở nhà ít thì đi bar, giờ bây giờ anh là vẫn bật trên loa. Thêm đi chơi trên sóng truyền hình rap như là súng nã, cứ để tập diệt tình như ngày bình thường. Anh đòi snap back và tùng áo phông với cả mắt kính. Câu thơ trong hơi thở gieo cặp phần ba vô không gian mở. Đang ngồi ở quận 1 ăn phở, thấy thằng anh Phan bị công an chở. Thế là rap anh từ tháng 8 lại có dịp lên nói chuyện cắt cớ. Ông phải tập rap quậy quậy gì vậy thì ông mới nổi như mấy anh rapper. Đi qua tới Mỹ Tho, thằng em tao tên Nam Cự. Đang ngồi uống một cốc cà phê thì nhận mật thư mời đi tham dự quán quân mùa trước dấu tên Si Chen Hải Chi. Nghe nói chuẩn bị đám cưới, hôm đó cái miệng cô dâu cười cười vì cái nhẫn tới 700 triệu tiền tươi. Man, that cold, hey. Nhạc đó là mày say như uống XO. Đỡ ai mà cũng tịch và cây micro. Hai phút để làm cho hip hop biết pro. Riêng với nhạc hay thì anh biết chỗ. Ôi tự đi solid nhiều quạt zippo. Ở trong não mày chứa toàn N2O. Nó phong cách mới giống như N-O no. Hay là bài đã quá nóng mới phải thở oxy. Rap kiểu gì hả kiểu OG. Hào quang vai chính in the movie. Biến mấy thằng khác trở thành loli. Ô thịt đi anh ném một bì. Nếu mà có đồ có thì ném vô đi. Âm nhạc là vũ khí, anh là MVP. Và nó thùng PC và cả RPG. Những anh đem ra gói cần ký, sau đó phân phối lên đài TV. Thời chim mập nghe xong hết tự kỷ, nhảy như con khỉ theo đồ Remy. 24/700 chỉ cao lãnh bán vàng còn đệ Terry. Miền Tây Black xin sự giản dị, đi làm vườn bằng bộ LV. Bài này phê không cần hút, kết nối như sóng Bluetooth. Sống tự tin trong từng phút, với trạng thái very good. Như nhà thơ với ngồi bút, thích thì nghe không thì quốc. Đây là Ricky phiên bản Blue, rap như là Ronaldo đang tập xuất. Tất cả mọi người chú ý, Ricky đứng trên chu vi. Captain Money thu chi, giữa một không gian diệu kỳ. Mấy cô gái trong kiêu kỳ, kề vào tay anh thủ thị. Bảo anh chính là Gucci. Xong rồi tích cực lặp lại một chu kỳ. Ratata như là khẩu Uzi. Hổ trừng không cầm, nữa lấy thưởng hè đồ kitty.
học cách tăng lên thêm giá trị, mang theo một vali phần sách đi, dùng nó để xóa bỏ khoảng cách đi, chứ còn lại tín ngưỡng trên nhạc cách chi. Oh my, giờ đang chơi ảo thuật là ninja, thông tin bảo mật là xuất chiêu, như mưa giông bão giật và rapper như con ông hảo mật. Cộng đồng bạn bè lái quá nhanh, hồi đây thành thịt bò xin thêm miếng canh, cùng một bình luận tranh cãi nghiến răng, văn hóa thời đại hống hớt biến căng. Rap chậm thôi, Black guy kêu anh là rap nhanh lên, nhưng mà anh kiểu rap vừa vừa thôi, miễn sao là họ phải ghi nhớ không quên. Ai mà không muốn mình được sống như đen bao giờ, bên trong có hai phần đen trắng để xen nhau, năm phần nghe nhạc, năm phần còn lại đang bận zoom in soi muối còn hiểu membo. Làm cho anh phải gọi ngay cho tiền trưởng, cái văn bản hợp đồng rồi đi tìm One P, vì tụi anh là thợ sẽ tiền thưởng. Ngày thôi được yêu kỳ yêu cho nó hòa bình, trao đi tình thương là bình thường. Trong một trường rapper tạo ra hiện tượng thì anh là. Thực ra thì tôi không dừng lại trong từng câu để giải thích từng câu nữa, nhưng mà Ricky Star rap quá rõ rồi, nói quá rõ ràng rồi, anh em nghe phát, anh em nhìn phát, đọc phát là hiểu, hiểu ngay cái câu đó muốn ý nói gì luôn, đúng không ạ? Tôi biết mà, anh em thông minh mà, đúng không? Không cần phải giải thích. Kiểu rapper Bình Dương, ở trong nhóm anh có khu, ở trong rap này anh có gu, chiều hồi Rizno vào phòng thu, làm cho cuộc chơi này thêm phong phú. Kiểu như tiếng là Pikachu, lặp lại nó như Deja Vu, tay bắt ấn như Din Su Su, từng sư phụ rap như chưa cung phu. Đây là rap Việt trên đất Việt, thao thao gian thủy liên miên bất tuyệt, giữa đời vạn biến tâm vẫn bất biến, hip hop trong anh mãi mãi bất diệt. OTD chấp phúc và viết, rap for free không có gì tiếc, chiên chiếc hướng mời vào buổi tiệc, còn ngược lại thì mẹ bị đuổi việc. Mini ma, mini mo, Ricky Star trên video, mặc xịp đỏ super hero, biến không gian nhỏ thành mini show, bước ra phố gặp thằng bro, mang theo cái túi to tổ bố, vô tình test đến hơi thở cuối, xong rồi lại tiếp tục get some more. Hay là ho, hay là ho, như là tranh vẽ của Picasso, sáng tạo chuyện khuôn khổ cái piano, là có ấy và độ như domino, một bé đã bị chắc bình natural, không cần quy mô và professional, tạo ra sẽ rung cảm emotional, nhạc theo kiểu hết gà hết số. Lên xịt nhau mới nhạc so kêu, cướp đi tâm trí mấy em mèo, khiến em phải lắc như chuyện cấp bèo. Miền Tây tôi rapper ẩn sĩ, nhưng khi mà trở lại style nghe vẫn bị, chứ có một thiết kỷ thiết kỳ và OTT đem RIP lên mang free flow thiêu hủy. Cháy thực sự. Damn it. Thề luôn, tại sao giờ này tôi mới nghe bài này nhỉ? Không phải, là vì để dành ạ, để dành cái cảm xúc thật nhất nghe lần đầu tiên cùng với anh em, thề luôn, một tháng trước rồi. Hay thực sự, cháy mẹ, cho tôi bật lửa coi, mẹ đốt đốt lên đi coi mẹ. Cái beat của Chris Ngô dã man, còn thề luôn, nó hợp luôn ấy, nó vào luôn, nó vào một cái khuôn, nó giống như một cái khúc gỗ như này, có sọc sọc cái gạch bên này cũng như vậy, như vậy ghép một phát nó khít như vậy luôn này anh em. Và ok, cảm ơn đến Ricky Star và Chris Ngô đã mang free flow không hút cho khán giả, một sản phẩm rất là tuyệt vời, một sản phẩm rất là hay, cháy đi vào lòng người. Và video reaction ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả bạn đã ngồi đây lắng nghe và xem hết video này. Và các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share, một subscribe và một comment ý kiến của tất cả bạn trong video này. Và cảm ơn tất cả bạn. Hẹn gặp lại tất cả bạn trong những video lần sau. See you.